Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ cực chuẩn về vận trình cuộc đời của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trời thương Phật độ, thoát cơn nghèo khổ, trúng số đổi đời, tiền bạc ùn ùn kéo về như thác lũ, giàu nứt két trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào. Trên bước đường đời, chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại, thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi trong mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người, nhiều lúc hơn nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng, thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công. Bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc. Đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh. Cuộc sống quá đổi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy? Chính vì vậy, ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, con giáp tuổi Tân Hợi sinh 1971 là người có tính tình nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát. Nhưng dù là vậy, nhưng tuổi trẻ vẫn không thoát khỏi vận hạn, tai ương. Tuy nhiên, bước vào thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 tới đây, con giáp này sẽ được hưởng phúc tổ tiên, kiếm tiền nhiều như nước. Đặc biệt, nếu quý mệnh chủ lắng nghe hết những điều Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sung sướng trăm bề, làm một hưởng mười, tiền chất đầy kho, không long nghèo khó. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ ra cho tuổi Tân Hợi xem cần phải làm gì để trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, trời ban cho cơ hội đổi đời, phú quý giàu sang nhé. Và đặc biệt trong phần cuối của video này, Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ rõ cách hóa giải vận hạn và màu sắc phong thủy, giúp gia chủ tuổi Tân Hợi may mắn cả năm, giàu sang chạm nóc, tiền của cứ thế nối đuôi nhau chui vào túi. Vậy, vận trình tử vi chi tiết, các phương diện cuộc sống của người tuổi Tân Hợi sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024? Làm sao để có thể nắm bắt trọn vận may này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây quý khán giả nhé! Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình tử vi tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút về người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tân Hợi sinh 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, hòa đồng, thân thiện, là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm.
ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Tân Hợi. Vì thế, họ thường được hưởng nhiều phước lành, đi đến đâu, làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra về sau, họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Những điểm cần khắc phục nhất của Tân Hợi chính là sự cả tin, dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không câu nệ, hình thức người tuổi Tân Hợi, tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắt, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng. Họ khoan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết đối mặt với gian nan, thử thách. Họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại, có khi còn vì quá thành thật, trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội, nên có thể dẫn đến thất bại.
tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Năm mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy, họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân. Càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy, năm mệnh tuổi Tân Hợi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý. Mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ. Nữ tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng, an nhàn. Tổng kết cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi, phải bôn ba, vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Bước sang năm 2024 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Hợi cần xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, chuyện làm ăn kinh doanh khá bấp bênh. Trong thời điểm này, lúc bạn thu được nhiều tiền về túi, lúc lại trắng tay. Vì vậy, tuổi Tân Hợi cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Lơ là một chút là bị hãm hại ngay. Đồng thời, đừng vội vàng dốc tiền đầu tư. Hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng. Khi vợ chồng bạn đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bạn nên chú ý giữ mình chớ để bản thân sa ngã gây tổn thương cho người thân. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, tử vi nhận định con đường sự nghiệp của Tân Hợi không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của hung tinh. Vì thế, cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là cho việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm đặc biệt là tháng 2, tháng 3 âm lịch, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, Tân Hợi nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người. Giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức mới lạ cũng không phải là hay. Chính bản thân bạn cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không ạ? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm bạn gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó, nhờ có mộc đức và thủy diệu cát tinh soi đường chỉ lối, nên tuổi Tân Hợi sẽ dần dần bắt kịp được với huồng quay công việc. Lại thêm cát tinh chính quan cho thấy, sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Xét về phương diện tài lộc tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi cũng không mấy sáng sủa, hung tinh khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn. Các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. May mắn là trong 2 tháng tới có chính tài trợ mệnh, bản mệnh nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính. Không nên quá vội vàng trong việc đầu tư kinh doanh, kẻo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác cũng khiến cho hiệu suất công việc sụt giảm. Một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình, vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng. Bạn cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy thì bạn vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng dưới sự phù trợ của chính tài. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải cân bằng được với các công việc chính. Dù muốn làm giàu đến mấy, bạn cũng chớ nên ôm đồm công việc, kẻo khiến cơ thể mệt mỏi mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Với người làm kinh tế, việc kiếm về lời lãi có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó. Hung tinh vong thần khiến cho các kế hoạch của bạn gặp trục trặc liên tiếp. Con giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào không hay. Do đó,
bạn cần cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Nếu có ai đó rủ rê bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì bạn cần hết sức thận trọng nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Nhờ có các tinh hồng loan soi chiếu, đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bạn khá vượng, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có. Bạn thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là bạn phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu bạn cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì quan hệ cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Với những người đã từng phải chịu vết thương lòng trong quá khứ thì đây là lúc bạn buông bỏ rồi. Đừng để những người đã bước qua cuộc đời mình ngăn cản mình đến với hạnh phúc đích thực. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm đấy. Tuy nhiên, ngũ hành lưu niên tương khắc lại đem tới những tác động bất lợi cho mối quan hệ vợ chồng. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí có một số cặp đôi còn đồng sàng dị mộng, muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mà mình đang có. Đừng buông thả bản thân chỉ vì những thú vui bất chợt. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thắn, chớ nên giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ, thậm chí nửa đầu năm có thể đón tin vui về con cái. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. May mắn là người tuổi Tân Hợi không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tịch tùng không cần thiết nhé. Sau đây sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch năm 2024 của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, cụ thể như sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xem tử vi phương Đông trong tháng 3 âm lịch này, tài vận của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc thì hoang phí, khi lại phải dè sẻn cầm chừng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì thì bạn cũng nợ nần chồng chất. Trong tháng này, bạn cũng cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận hung tinh. Bản thân bạn chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực lên thì sức khỏe sẽ đảm bảo. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuổi Tân Hợi phạm cục diện tị hợi tương xung trong tháng 4 âm lịch, lại thêm đại hao hung tinh hoành hành, báo hiệu tài vận tuổi Tân Hợi ảm đạm, kinh doanh đầu tư đều có nguy cơ thua lỗ. Bạn nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Khi xảy ra bất cứ trục trặc nào trong công việc, bạn cần bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Có thể tham khảo ý kiến đóng góp của những người xung quanh. Đừng quá độc đoán kẻo trước lấy thất bại. Nếu làm được điều đó, thì tuổi Tân Hợi sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ chính quan Nguyệt Mã và Thiên Vũ Cát Tinh. Hãy yên tâm, trong nghịch có thuận, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội thành công. Về phương diện tình cảm, khác với tử vi tháng trước, đôi bên thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Tiếp sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Tân Hợi năm 2024. Nam mệnh Tân Hợi năm 2024 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu. Mộc Đức là cát tinh mang tới những điều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Bạn năm nay sẽ đón nhận được những niềm vui bất ngờ từ người thân xung quanh. Trong năm, dù gặp hung cũng hóa cát, khó khăn hay thách thức trong công việc tuy có nhưng đều được xử lý kịp thời, thu về không ít trái ngọt. Kinh doanh, buôn bán khá may mắn, tiền bạc kiếm được, mà tiêu cũng lắm, có tích lũy, nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Tuy vậy, gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần suy giảm, nhắc nhở nam Tân Hợi nên tu dưỡng tâm tính, duy trì lối sống lành mạnh để cải thiện chất lượng cuộc sống, kết nối xã hội, tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. Khoảng thời gian này, nam mệnh có thể an tâm khi con cái dần trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân tự chiêm nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Tân Hợi năm 2024. Nam có thủy diệu tinh chiếu mệnh, nữ mệnh Tân Hợi có tài lộc khá vượng, làm ăn phát đạt, kinh doanh buôn bán năm này được lộc, trong nhà có hỷ sự, không ít chuyện vui mừng đưa đến. Tuy vậy, sau này cũng mang tới thị phi, nếu sống kiêu ngạo hay đàm tiếu chuyện của người khác,
Có điều, gặp hạn toán tận nhắc nhở bạn, cần đề phòng thị phi mất mát của cải, đau ốm bệnh tật mà phải thuốc thang chạy chữa tốn kém mới khỏi. Ngoài ra, cần thận trọng đường sông nước, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu ốm đau vào tháng 11 âm thì rất nguy hiểm, cần đặc biệt lưu tâm. Nhìn chung, cuộc sống của nữ Tân Hợi sẽ được bình an, hạnh phúc nếu bạn sống dĩ hòa vi quý, biết đủ với những gì mình đang có. Không nên toan tính thiệt hơn, chỉ cần an yên với cuộc sống hiện tại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cách kích hoạt sao thủy diệu. Theo phong thủy năm 2024, dùng màu sắc phong thủy, bản mệnh nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Đồ phong thủy. Sao thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh khổng tước. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, SAPIH thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy ngọc, lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm. Có sao thủy diệu, chiếu bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy để trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình, biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, bản mệnh cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra. Bạn không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp Tân Hợi gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu sắc may mắn năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Màu vàng kim vượng sự nghiệp. Màu vàng kim giúp Tân Hợi trở nên nghiêm túc, nỗ lực, lăn xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhờ vậy mà bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tay giúp đỡ. Màu trắng bạc vượng tài lộc. Hai màu này giúp bạn duy trì được sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong việc đầu tư, kinh doanh, từ đó có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người phải khâm phục. Hơn nữa, màu trắng còn giúp bạn tự tin, có ánh mắt quan sát, đánh giá chính xác. Để biết cơ hội nào phù hợp với khả năng của mình, bạn cũng sẽ không ngại mở lối đi riêng, dẫn đầu xu thế, khiến đồng tiền chảy ào ào về túi. Màu xanh nước biển vượng tình duyên. Màu sắc này sẽ giúp các cặp đôi hóa giải cãi vã, mâu thuẫn, dần bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Nếu vẫn còn là người độc thân, màu này sẽ khiến bạn trở nên nổi bật hơn trước đám đông. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Tân Hợi đó là màu đỏ nâu, vàng tươi. Hai màu này khiến tuổi Tân Hợi khó duy trì được đầu óc tỉnh táo, thường xuyên ảo tưởng, từ đó dễ vướng phải những chiêu trò lừa gạt của đối thủ, dẫn đến cảnh hao tài, tốn của. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thường xuyên hành xử một cách độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn. Chọn tuổi làm ăn phù hợp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho mỗi con người. Nam mệnh Tân Hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý, Ất Mão. Điều đó sẽ giúp công việc được thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Theo tử vi chọn đời, để làm ăn thuận lợi phát đạt hơn, Tân Hợi nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn để xuất hành. Nếu muốn thành công thì cần phải thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn. Nếu như chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi, thì sẽ khiến công việc ngày càng thuận lợi và phát triển, gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc. Nữ mệnh Tân Hợi nên hợp tác với các tuổi như Tân Hợi, Nhâm Tý và Đinh Tỵ. Tuổi Đại Kỵ cần tránh hợp tác làm ăn với các tuổi như Quý Sửu, Kim Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thân và Đinh Mùi, vì những tuổi này sẽ đem lại nhiều sự rắc rối không may mắn. Thông điệp may mắn mà tử vi muốn dành riêng cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 ở tuổi 54. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung,
hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ Tân Hợi sinh 1971 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.